Hello, xin chào mọi người. Như mọi người thấy thì đây chính là mic của tôi. Hôm nay tôi đã tích đủ 2K5 kim cương. Bây giờ tôi sẽ mở gói up cao cấp này. Không biết là được cái gì, rất là hồi hộp. Trước tiên là tôi sẽ cho con này gọi là đi bộ. Xong rồi bỏ hết đội hình ra, cho đội hình cùi vào. Bỏ hết đội hình ra, tôi nghĩ như cho thành kiểu giảm nghèo là khổ thì chúng nó sẽ thương và sẽ cho cái con rất khủng. Đây, đây là mấy con yếu nhất của tôi rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ... Xem không? Từ từ đã. Xem mọi người nhịp được không ạ? Cho giảm nghèo là khổ hẳn thôi. Rồi, xong rồi cái gì? Rất là run. Đây chính là pet của tôi, giới thiệu cho mọi người luôn. Đây chính là pet của tôi. Run quá, có biết được cái gì không? Em yêu, mở ra 2004 kim cương, mở. Sai, cái gì đây? Cao điểm. Cái gì đây? Tuyệt vời. Cái gì đây? Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Ôi, 12 mảnh này, 12 mảnh con này, 12 mảnh con này, 15 mảnh con này. Thẻ, sợi tuyệt vời luôn. Các bạn, mở ra ngon một cái cao cấp này, bé cao cấp vào cửa này. Tuyệt vời. Bây giờ tôi xem là con này nó có mấy con này nó có ngon không nào để cho vào đội. Con này 1009 này, 1009 này, 1007, nói chung là bọn này cũng ngon đấy. Trên skin siêu hút này, mà siêu hút 10 này cũng không cho duyên luôn. Chắc chắn là tôi sẽ ấy rồi, tôi sẽ chơi này con này rồi, không bán đi làm gì vì 2 con. Ui tuyệt vời luôn này, quá ngon luôn, quá ngon luôn chứ không phải ngon. Mấy con này ngon thật. Nói chung mọi người đừng có chơi lẻ nhá. Tích thì tích 2005 này một phát, tôi chỉ thích chơi thế thôi. 1005 phát xong luôn, không có gì lằng nhằng. Bây giờ cứ thế cho lên thôi, khỏe mà tôi chơi luôn, thân mật mọi thứ cho hết lên. Nhưng mà mấy con này tôi đang tích cái đấy để cho con vịt bầu của tôi nó lên cấp 2, nên là tôi không thể dùng chuông rồi. Bây giờ chuông nó rất thiếu thốn rồi. Mấy con vịt bầu của tôi như mọi người đây, hôm qua nâng cấp con rồng này tôi lên rồi, thế nên là tốn rất nhiều. Một chút nick tôi cũng cùi thôi vì không đặt tiền mà. Nhà nghèo chơi vui, kiểu biết cái gì hay thì chỉ mọi người. Đấy, nick tôi có 49k thôi. Thế thôi, rồi xong. Thế là xong rồi, nhận được mảnh Mewtwo rồi. Nhận, ui, mở xong phát được nhận nhiều thứ lắm mọi người ạ. Tuyệt vời luôn. Mắc phê, đúng là giả nghèo là khổ thành công rồi. Đấy mọi người, nếu muốn như tôi cứ giả nghèo là khổ như thế. À, cho mọi người bây giờ đi bắt luôn cái thẻ cao cấp của đây. Bắt luôn cho mọi người xem. Tôi thích con điện với cả con rồng đằng sau kìa. Cố gắng vào để đi bắt được hai con đấy. Hai thẻ cao cấp mà. Cố gắng tìm con điện nữa. Sao mà tao con cùi thế? Tao không cao cấp này, tao con cùi. Con điện. Ôi, chúng nó cỡ mất rồi. Nhanh quá. Rồi, đi nào. Con điện mày đâu rồi, ra đây cho anh. Đừng có vào con run con dế gì là được. Đấy, tránh ra để tao bắt con điện, đi tìm con điện. Tôi là chỉ ngắm con điện thôi. À, lấy con rồng đã. Ủa, con mất dậy này. Bỏ. Tao không để mất được con rồng. Rồi. Rồi, như mọi người thấy thì tôi đã bắt được con rồng. Quá tuyệt vời luôn. Mắc phê, không còn gì bằng. Rồi, thì bắt tiếp. Nào, tránh đường. Nào. Rồi, con cua. Bây giờ tôi sẽ bắt nó. Rồi, tôi sẽ không thể dùng đồ cao cấp để bắt con này được. Phải dùng đồ cao cấp để bắt được con chó. Con chó mới là tôi thích. Đấy. Phải vào em yêu ạ. Vào đi, anh cho mọi thứ. Vậy anh giàu lắm, anh còn những 39 kim cương cơ, vào đi. Chạy nhé. Rồi. Con mất dậy. Tránh, tuyệt vời. Với cái trình độ điêu luyện 3 năm biết đi của tôi thì không có gì là không tránh được. Mọi người thấy chưa, ôi con rồng xanh kìa. Nhảy vào bắt tôi, con rồng nước đấy. Một con nước nhanh quá, tôi đi tìm con khác, 49 nhá. Thí luôn. Đèm. Đi tìm thôi. Đấy. Đằng này thì nó có lưu. Ủa mày thế, mày bắt đi tao không thèm lưu lưu. Đấy rồi. Và tôi đã bắt được em ý và không cần đến cao cấp. Vì cao cấp, đồ ăn cao cấp là chỉ dùng để cho bắt con chó thôi. Đấy. Chỉ có con chó thì phải dùng cao cấp. Mấy cái bọn ngu mới dùng cao cấp để bắt mấy cái con điện này. Tôi, trình độ của tôi không cần. Đùa thôi chứ con rồng bị trùng ngó hỡm mất rồi. Con rồng ơi, con chó đi rồi, Ôi trời. Em yêu về đây với đội của anh. Về đội của anh thì á, cơm ăn 3 bữa, rồi cháo thì đầy thịt luôn. Anh còn nhận 39 kim cương để cho em ăn. Đấy, nệ ngay đồ cao cấp vào mặt. Đấy, về đội của anh. Ôi, như mọi người thấy thì quá là tuyệt vời luôn. Sau khi quay trở lại, tôi là ăn được một quả nệm vào mặt là một con chó. Thôi, kết thúc clip ở đây nhá. Bye bye mọi người.